That's more value in insurance. That's why I don't want to use it. That more. See, it's hard to hold back, you know? Thưa quý vị thính giả, chúng tôi thuộc chương trình Văn hóa Nhân bản là Việt. Hôm nay chúng tôi được gặp một số các anh chị em thuộc công giáo, của văn phòng giới trẻ công giáo để đến LA để mà dọn một bữa ăn cho những người mà không nhà ở Los Angeles. Vậy thì trước tiên xin hỏi cô Nga My, là cô là người trong cái dịp này cô là người đứng ra mà để mà thu xếp cũng như điều động cái vụ này, thì cô cho biết cái số anh chị em tham dự là bao nhiêu người? Dạ, cho quý vị là có thể là lên đến 20 đến 30 người hiện tại, với trẻ rồi thì cháu không là đã có cỡ chừng 15, 16 bạn rồi. Vâng, dạ. xin anh có thể cho biết quý danh của anh gì? Tên là Tránh. Thưa anh đã đi ở đây nhiều chưa? Dạ, cũng khá lâu rồi ạ. Bao nhiêu năm rồi? Thường xuyên đi chung với phối hợp với giới trẻ trong cộng đồng Công giáo ở Orange. Và một số các nhóm khác của ở trong khu Orange County nữa. Vâng, thưa chúng tôi trở lại với cô Nga My. Thưa cô đã giúp đỡ trong những cái đã tổ chức những bữa ăn Giáng sinh này bao nhiêu năm rồi? Dạ, cái chương trình mà tổ chức những người homeless của chương giới trẻ cộng đồng Công giáo giáo phận Orange là đã hơn 20 năm rồi. Vâng. Thì trước kia là các bác, các anh chị đi trước làm, thì khi mà tụi cháu vô thì cháu mới bắt đầu làm, thì cháu coordinate thì cái chương trình này cũng ít nhất là cũng 12-13 năm rồi. Dạ. Thưa cô có cái trong 12-13 năm ấy, thì cô có cái ý nghĩ như thế nào đối khi cô nhìn thấy là ngay nước Mỹ là một cái nước mà giàu có nhưng mà cũng có rất nhiều người homeless. Như tôi được biết đó, là ở ngay cái quận Orange là đã có 35.000 người homeless, thì cô nghĩ sao về cái tình trạng mà khổ tâm như vậy? Thực sự cháu cũng không có biết, nhưng mà tụi cháu đi làm thì cháu nghĩ là mỗi người có một hoàn cảnh riêng, thì có những người họ gặp kém may mắn, chẳng hạn như thất nghiệp, hay là nhiều khi có những người cháu biết là họ đến đây từ những cái nơi mà đang có thiên tai, họ lánh nạn bên này, thì trong thời gian không có việc làm, không có chỗ ở thì họ tạm thời là những người homeless. Thì mình gọi là những người homeless vậy thôi, nhưng mà tụi cháu nghĩ là gọi là những người kém may mắn thì hay hơn. Thì tụi cháu chỉ là nhờ ơn Chúa, thì tụi cháu mỗi người có công ăn việc làm thì có được, thì tụi cháu cố gắng giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Cũng như là người Việt Nam mình thì ngày xưa khi mình tị nạn qua đây thì cũng thời gian đầu thì cũng chính họ đã giúp cho mình, cho cha mẹ của tụi con. Rồi bây giờ tụi con có cơ hội để mà coi như là đền đáp lại cái công ơn của nước Mỹ đã cứu mang bao nhiêu hàng triệu người Việt Nam của chúng ta. Thì tụi con chỉ giúp một chút xíu vậy thôi, thì có thể là con nghĩ là không có giúp được nhiều, nhưng mà hy vọng có một bữa ăn, ít ra có một bữa ăn no thì cũng đỡ. Vâng, thưa anh, trong cái công việc anh đến đây mà anh giúp đỡ như thế này thì anh lo về cái phần nào? Thường thì em được giúp giới trẻ công giáo ở trong cộng đồng của chúng ta, cũng như là một số các nhóm khác ở trong Orange, thường là nấu đồ ăn, những cái món nóng, ví dụ như cơm chiên, chow mein, pasta,
và một số các món ăn khác theo như mỗi một dịp mà đến phục vụ những người vô gia cư như vậy. Vâng, dạ thưa, chúng tôi cũng được biết một số vấn đề của cái chương trình được gọi là chương trình hy vọng. Tại vì anh Tuyến thì cũng là bạn của chúng tôi. Thành ra chúng tôi cũng được biết rằng thì trong cái chương trình hy vọng của giới trẻ cũng như là các thiện nguyện viên thì nó có khoảng 4 cái điểm chính, tức là cái thứ nhất là cung cấp 2 bữa ăn trong ngày thứ 3 và ngày thứ 5 hàng tuần cho khoảng từ 200 đến 250 người không có nhà cửa hay homeless đến để ăn. Thì cái phần vụ này phần lớn là do sự điều động của anh Vincent Lê. Cái thứ hai là công tác phục vụ những người không nhà ở xa như là LA trong những dịp Giáng sinh thì có 2 người lo là anh Đỗ Thụy và cô Nga My. Cái công tác thứ ba là săn sóc các trẻ em không nhà tại Costa Mesa và Fullerton thì do cô Nga My đảm trách. Vậy thì cô có thể cho biết rằng thì là cái việc săn sóc các em không nhà ở Costa Mesa và Fullerton trong bây giờ nó ra sao? Dạ, thì thường là mỗi năm là ở Costa Mesa họ có một cái chỗ mà họ giúp cho những gia đình như là các bà mẹ mà có con nhỏ thì cho họ ở và coi như là có chỗ ở vậy thôi. Thì tụi cháu hay đến giúp cũng cho những cái bữa ăn như vậy và tổ chức những cái activity cho mấy em bé đó. Dạ, thì trong chừng vài năm vừa qua thì có rất là nhiều các nhóm thiện nguyện khác họ đến họ giúp đỡ. Cho nên tụi cháu thấy là họ đã có nhiều cái sự giúp đỡ rồi. Thì tụi cháu năm nay đi kiếm những cái chỗ khác mà chưa có nhiều người giúp đỡ. Thì năm nay tụi cháu không có làm ở Costa Mesa nữa, nhưng mà làm sẽ đến ở trung tâm mà họ nuôi dưỡng các em mồ côi và các em mà bị ngược đãi. Thì gọi là Orangewood Care Center. Thì ở đó ở dưới Orange. Thì năm nay thì cháu có tổ chức một cái ngày sẽ đến thăm các em đó và cũng cho các em ăn buổi tối, khoảng chừng 150 em tuổi từ 6 cho đến 17, 18 tuổi. Và tụi cháu sẽ tổ chức một cái chương trình activity cho các em, chẳng hạn như là tụi cháu sẽ set up một cái station cho các em vẽ, cho các rồi sẽ có những cái chương trình hát cho các em, hát Christmas Carol và phát quà cho các em. Và anh Chánh cũng là người giúp cho tụi cháu sẽ nấu ăn cho cái bữa hôm đó. Dạ thưa, còn một cái chương trình nữa là với việc bảo vệ sự sống á, cũng ở trong cái chương trình hy vọng này. Thì chúng tôi được biết rằng do hai chị là Phạm Nhung và Trần Tuyết phụ trách, thì cái công việc và bảo vệ sự sống ấy là khuyến khích những thiếu nữ mà chẳng may có bầu mà họ muốn phá thai thì khuyến khích họ không có phá thai và hãy giữ lại con và sinh nở. Rồi sau đó thì cái nhóm mà bảo vệ sự sống sẽ giúp đỡ họ về thuốc cho các sản phụ, cũng như là giúp tã lót mới đổ tắm cho các bé sơ sinh. Vậy thì trên cái chương trình này cô có tham dự hay là có một phần vụ nào trong cái chương trình này hay không? Dạ thưa, cháu không có giúp ở trong cái phần này. Thì cháu cũng có biết về cái chương trình này. Thì thường thì nếu mà tụi cháu có rảnh thì tụi cháu cũng có thể tham gia một phần nào. Chẳng hạn như họ có những cái buổi mà ra trước những cái trung tâm mà phá thai để mà cầu nguyện. Dạ thì tụi cháu giúp cho cái phần đó. Vâng, chúng tôi trở lại cái phần mà săn sóc các trẻ em không nhà tại Orangewood, ở Orange. Thì
cô là một cô thấy sức khỏe của các em bé ở cái trung tâm này như thế nào? Dạ thì cháu thấy thì như là mọi người cũng biết, nước Mỹ này họ rất là trọng tâm đến các trẻ em, thì cho dù bất cứ hoàn cảnh nào thì họ cũng sẽ lo cho các em bé chu đáo. Thành ra các em cũng được chính phủ lo cho ăn mặc, học hành vân vân, thì dĩ nhiên so với nhu cầu của em bé bình thường khác thì sẽ không có được nhiều. Thì ra chị cháu cũng muốn giúp một phần nào, chẳng hạn như Christmas này thì mấy em đã có một cái wish list, các em có những cái ước mơ, có những cái món quà gì đó, thì chị cháu xin donation để mà gửi những cái món quà đến các em, rồi tổ chức những cái sinh hoạt riêng cho các em vân vân. Tại vì những em này không những là vật chất các em thiếu thốn hơn những các em bé khác, nhưng mà ngay cả cái vấn đề tinh thần, cái đó là mới là quan trọng. Thì đa số các em phải chịu rất là nhiều những, chẳng hạn như nếu mà những cái em mà bị ngược đãi thì cái tinh thần của em, và đa số các em cái tâm lý của các em nó không có được bình thường, thì tụi cháu cũng đến giúp đỡ một phần nào, rồi sinh hoạt với các em, nói chuyện với các em, hy vọng giúp các em được một chút xíu. Vâng ạ. Chúng tôi cũng biết rằng Nga My là một dược sĩ. Vậy thì về cái phương diện chuyên môn đó thì cô có giúp gì được các em về cái vấn đề chuyên môn về như thuốc men hay không? Dạ thì cháu làm cho bệnh viện Nhi Đồng thì chuyên môn của cháu là làm việc với thiếu nhi. Thường thì ở bên Mỹ này, các trung tâm này thì họ đều có đầy đủ những cái chương trình sức khỏe để lo cho các em. Các em có gì là vua nhà thương thì lo hết, thì cháu không có trợ giúp gì trong cái vấn đề đó. Nhưng mà thường là cháu hay đi theo nhóm y nha sĩ của nhà thương của cháu đi làm việc ở các nước nghèo khác, chẳng hạn như ở bên Ấn Độ, rồi ở bên Việt Nam, bên những cái nước khác mà cần sự giúp đỡ về vấn đề sức khỏe, thì cháu tham gia những cái chương trình đó, và mỗi năm cháu đi cũng một vài lần. Cô đã về Việt Nam như vậy đó là bao nhiêu lần rồi? Dạ, Việt Nam thì cháu chỉ về có một lần năm 2007, nhưng mà cháu đi những cái nước khác, chẳng hạn như bên Mexico, đi Ấn Độ, đi Egypt và những cái nơi nơi nghèo khổ khác. Dạ. Vâng. Chúng tôi trở lại với anh Tránh. Là anh là năm nay anh bao nhiêu tuổi? Xin lỗi, anh là bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là 53 tuổi. 53 tuổi, vậy thì anh có nghề nấu ăn từ lâu chưa hay là bây giờ cũng tình cờ mà vì thấy được những người vô gia cư và chị giúp đỡ, thì từ đó đi trở thành một cái chuyên viên cái quen tay và mình làm những cái công việc đó thôi, và cộng thêm là mình có lòng thích yêu mến trong cái công việc đó. Vâng, chúng tôi xin thành thực cảm ơn anh Tránh và cảm ơn Nga My. Đấy đấy đi tổng đưa đậu đâu? Cô around xuống đi cho cả con đường này còn lại được một chiều mà. Dưới này có hai ba bê thùng, cái dùng cái bê thùng đây nè.